Hello mọi người, đã quay trở lại với channel của Harry Oracle Room. Mình là Madam T đây ạ. Tất nhiên là không ai khác là ngoài mình rồi. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với một cái chủ đề hot của kênh trong cái channel này của tụi mình. Thì hiện tại trong giai đoạn Mr. Harry ngủ đông thì Madam T sẽ chiếm sóng hơi bị nhiều. Và tất nhiên chủ đề của Madam T lần này cũng sẽ là tình yêu. Thông điệp cho cái topic lần này đó là điều tốt lành gì đang đến với câu chuyện tình yêu của bạn. Và mọi người ơi, trong thời gian vừa qua thì cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ và nhớ tới cái kênh channel Harry Oracle Room. Thì các bạn hãy cố gắng và càng nhớ tụi mình hơn bằng cách là like, share, comment và hãy subscribe kênh của tụi mình nhiều hơn nữa. Và hiện tại Madam T vẫn đang tiếp tục nhận trải bài riêng theo hình thức online và offline. Có vấn đề gì các bạn cần bút lịch thì hãy liên hệ trực tiếp với cái fanpage ở phía dưới của Madam T hoặc là gửi mail và trực tiếp cho mình ha. Và như thông lệ không để chiếm sóng của các bạn nhiều thì mình sẽ có ba tụ bài đã bốc sẵn cho ngày hôm nay. Ba tụ bài đó là viên đá màu vàng, viên đá màu nâu và viên đá màu xám khói. Hãy chọn cho mình tụ bài nào các bạn cảm thấy bị thu hút nhất, hoặc là nó ấn tượng với các bạn nhất, hoặc là chọn theo màu viên đá, hoặc là chọn theo kích tụ bài phía dưới cũng được. Và nghe cái thông điệp từ Madam T các bạn để xem là điều tốt lành gì đang tới với câu chuyện tình cảm của các bạn đây. Tụ 1, tụ 2 và tụ 3, hãy cho mình 3 giây nhắm mắt lại, tĩnh lâm lại. Đừng để bất kỳ điều gì ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của mình. Đừng để cái sự mong đợi hoặc là cái thất vọng hoặc những cái buồn bã gì hoặc vui vẻ gì đó ảnh hưởng tới cái tâm trí của mình. Hãy chọn cách công tâm nhất các bạn ha. Ok, và bây giờ mình sẽ tới với tụ bài đầu tiên, tụ bài màu vàng. Tụ bài có viên đá màu vàng chứ. Các bạn có một cúp chính kiến Wheel of Fortune, lại là một cúp, năm cúp Keep an open mind to love, healing family soon. There's something better và don't stop. Ok, với các bạn ở tụ số 1 á thì mình thấy là hình như các bạn đang chớm nở một mối quan hệ hoặc chớm nở một cái cảm xúc, một cái tình cảm với một ai đó trong cái cuộc sống tình cảm của mình. Tuy nhiên cái sự chớm nở này á, nó đang gặp nhiều cản trở. Cản trở ở đây là trong cái tư tưởng và tâm trí của các bạn. Có thể mối quan hệ này nó chưa thuận lợi như bạn mong muốn, hoặc là có thể cái mối quan hệ này bạn đang thích cái người mà bạn không nghĩ là mình sẽ thích, hoặc là bạn đang có rất nhiều vấn đề phân vân và mệt mỏi trong cái chính cái suy nghĩ của mình. Hoặc bạn nào mà đang có người yêu rồi, có mối quan hệ rồi thì có thể là bạn đang có những cái suy nghĩ âu lo và ưu tư của mình rất là nhiều trong cái vấn đề tình cảm. Có thể là bạn mới vừa say nắng một ai đó chẳng hạn. Cái này hơi kỳ ha, nhưng mà kiểu như là một phần nào đó mang tư tưởng ngoại tình say nắng nhẹ với người khác á. Thì mình thấy là trong cái thời gian sắp tới, câu chuyện tình cảm của bạn nó sẽ có những điều tốt lành tới như sau. Bạn sẽ đứng trước một cái ngưỡng, gọi là một cái thời khắc định mệnh của mình trong câu chuyện tình cảm. Bạn sẽ nảy nở một mối quan hệ mới, sẽ nảy nở những cảm giác mới, những cái gì vui vẻ sẽ tới với các bạn. Và mình thấy là những cái gì buồn bã trong quá khứ á, nó sắp qua đi hết rồi. Những cái gì các bạn âu lo và mệt mỏi nó sắp sửa qua đi hết rồi. Những cái thời khắc, như là cái thời điểm mà các bạn được đền đáp lại nó sẽ tới thôi. Trong thời gian tới sẽ sớm thôi, không có quá nhanh đâu. Và điều mà các bạn cần làm trong thời gian sắp tới đó là các bạn hãy mở rộng lòng mình ra, đừng chú tâm vào cái quá khứ quá nhiều, đừng tiếc nuối cái thời điểm quá khứ, hoặc là đừng có mong cầu một cái gì đó nó quá hoàn hảo. Có thể là mình thấy ở đây các bạn sẽ thích một người mà các bạn không nghĩ là mình sẽ thích cái đối tượng đó. Tuy nhiên bà ấy bảo rằng các bạn hãy bỏ qua những cái gì nó quá chi tiết đi. Như mình nói đó, lúc trước mình có nói với các bạn là mình làm một cái list về cái tiêu chuẩn người yêu hoặc là người chồng tương lai. Thì mình hãy list những cái list đó ra, và tất nhiên không thể nào 100% bạn sẽ đạt được cái list đó. Nếu như đâu đó khoảng 80%, 90% là điều quá hoàn hảo, hoặc là 70% là quá hoàn hảo rồi. Cho nên các bạn hãy có xê dịch và có sự sai sót trong thông số, nên không sao cả, hãy bỏ qua những vấn đề đó. Miễn sao cái người đó cảm yêu các bạn là mối tình thật sự của các bạn, các bạn cảm giác được yêu, sống trong tình yêu là được rồi. Và hơn hết là mình thấy ở các bạn ở tụ số 1,
sẽ rất là vui, bởi vì các bạn sẽ mở lòng ra, sẽ bỏ qua hết những cái sai số xác suất trong cái sự mong đợi về tình cảm của mình, sẽ bắt đầu mở rộng lòng mình, tìm hiểu một đối tượng nào đó mà mình thấy cái người sắp sửa bước tới cuộc sống của các bạn đó, có thể là một cái mối quan hệ true love của các bạn, nó rất là đẹp. Tuy nhiên, một trong hai người sẽ còn những cái vấn đề tồn động trong bản ngã ở trong quá khứ, ví dụ như là người đó có từng có những cái tổn thương từ gia đình. Tổn thương là sao? Ở đây có thể giống như là người đó trước giờ không có cảm nhận được tình thương từ gia đình, cho nên là họ không biết cách yêu thương, không biết cách thể hiện tình cảm. Cho nên mặc dù họ yêu các bạn, nhưng đôi khi cái cách thể hiện của họ sẽ không làm các bạn vui. Thì vì nhiệm vụ của các bạn phải là làm như thế nào để mà họ có thể học được cái cách yêu thương và thể hiện tình cảm. Đó, thì mình thấy là nó chỉ xoay quanh những cái vấn đề đó thôi. Và cái người sắp tới với các bạn có thể là thuộc cung nước, song ngư cự giải bò cạp. Tuy nhiên cung chỉ để tham khảo thôi, không phải là 100% chính xác. Tại vì một người sẽ có rất là nhiều cung trong cái giờ sinh và nơi sinh, rồi một cái vòng bản đồ sao của mình nữa. Cho nên là các bạn có thể nghe tham khảo thôi, chứ không cần thiết phải áp đặt vào trường hợp của mình ha. Và ở đây thì các bạn hãy cố gắng tiến lên phía trước, bỏ lại những quá khứ sau lưng, bỏ lại những cái gì không hài lòng để mà tiến lên phía trước nè. Don't stop, hãy cố gắng tiếp tục tiến lên thì những điều tốt đẹp sẽ tới với các bạn thôi. Chúc các bạn ở tụ số 1 sẽ sớm tìm được cái điều mà mình đang muốn và hạnh phúc với nó ha. Ở đây mình sẽ có một lá thông điệp dành cho tụ số 1. Thua người ngoài mới đau, thua người nhà đôi khi còn là hợp đạo lý. Mình nghĩ ở đây nó sẽ liên quan tới cái vấn đề gia đình healing rất là nhiều, hoặc là liên quan tới cái vấn đề mà mối quan hệ. Ví dụ như là các bạn hơn thua với ai thì các bạn hơn thua với người ở ngoài đường á. Còn đối với người thân, người thương, người yêu thì các bạn không cần phải quá hơn thua và không cần phải quá đặt kỳ vọng một cách 100% tuyệt đối. Hãy chấp nhận cuộc sống của chúng ta đều có những cái sai số khác nhau, và hãy chấp nhận những cái gì mà tốt đẹp nhất vũ trụ đang đưa tới với các bạn. Trụ số 1 là những gì đó nó sắp sửa diễn ra, một true love đang đến với cuộc sống của các bạn. Chúc các bạn sẽ sớm tiến đến với người đó ha, khi mà các bạn sẵn sàng mở lòng ra. Đó là thông điệp của tụ số 1, và mình sẽ tới với tụ số 2 đây ạ. Tụ số 2 là tụ có viên đá màu nâu. Các bạn có Knight cúp 6 cúp, 1 tiền, Tamarind, Chaos, New Flood, Reception, Attraction, Recovery, Listen to your intuition. Không biết các bạn có nhớ Mr. Harry không? Chứ Madam T rất là nhớ Mr. Harry luôn. Nếu như Mr. Harry có xem thì Mr. Harry hãy nhớ tới Madam T nhé. Hãy mong mong hết bệnh và quay trở lại với kênh channel của mình nhé Mr. Harry ơi. Rồi, đây là thông điệp của tụ số 2. Mình thấy là tụ số 2 dường như là hình như vừa mới có một nhân vật nam da trắng sinh trai điển trai thuộc cung nước, xong rồi cười giải bọ cạp, ôi lại cung nước nữa à. Có thể vừa mới quay trở lại cuộc sống của các bạn. Đây có thể là một cái người bạn lâu năm, hoặc là người đã quen biết cũ, hoặc là cái người này là cái người người mới. Nhưng là nếu mà các bạn gặp thì sẽ thuộc gọi là cái người có mang lại cho các bạn cái cảm giác rất là thân quen, như là thân nhau từ kiếp nào vậy đó, mình yêu nhau từ kiếp nào đó. Thì đó là thời điểm vừa rồi hoặc là hiện tại, thì mình thấy là điều tốt đẹp đang tới với các bạn. Còn gì khác nữa, các bạn thấy chữ new love ở đây không? Đó chính là một cái cơ hội về tình cảm, như các bạn dung hòa cuộc sống và có một mối quan hệ để đồng hành chung trong cuộc sống của nhau. Bài của các bạn rất là rõ ràng. Tình yêu mới đang tới với các bạn, đang tiến tới con đường chộp lấy các bạn. Đường tình của các bạn sẽ không còn suôn sẻ nữa, bởi vì nó không còn một mình các bạn nữa, mà đường tình của các bạn sẽ bắt đầu tấp nập hơn, bởi vì nó có người rồi. Có người rồi thì sẽ tấp nập và sẽ không suôn sẻ nữa, nên đường tình sẽ bớt suôn sẻ đi. Bởi vì phải dành thời gian để mà tìm hiểu về yêu thương nhau. Các bạn sẽ tỏa ra cái năng lượng thu hút
những cái đối tượng xung quanh mình rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình thấy ở đây các bạn sẽ còn hơi e dè một tí. Một trong hai người sẽ còn đeo cái lớp mặt nạ với nhau để mà tiến tới và tìm hiểu, hoặc có thể là thích nhau rồi, thích rồi nhưng mà không ngỏ lời đó. Tình đắng như ly cà phê vậy đó, thích nhưng mà không nói, cứ để đó như vừa thôi. Thì cái giai đoạn vừa rồi trong quá khứ có thể là các bạn đã gặp tổn thương đủ rồi, và các bạn đã học được cái bài học yêu thương bản thân mình và hồi phục rất tốt, rất nhanh. Vì vậy vũ trụ có phần thưởng cho các bạn, đó là cái người mà đang tới với các bạn, new love đang tới với các bạn đó. Thì hãy lắng nghe cái trực giác của mình để xem cái người nào là cái người thật sự mang lại cảm giác yêu thương cho mình, và hãy lắng nghe trực giác của mình để biết được cái người đó là người nào. Bởi vì các bạn đang trong quá trình gọi là hồi xuân đó, nên là thu hồi rất là nhiều, đem lộn thu hút rất là nhiều ong bướm tới với mình, nên các bạn làm sao biết được người đó là người nào, là new love của mình. Cho nên là hãy dùng trực giác để lắng nghe, để xem là người nào sẽ là người mang lại cho bạn sự hạnh phúc và sự vui vẻ, và thấu hiểu bạn, cho bạn cái sự bình yên bên cạnh người đó. Thì các bạn hãy cố gắng ha. Tụ số 2 này quá rõ ràng luôn, một new love đang tới với cuộc sống của các bạn. Các bạn ơi hãy cố lên nha. Đây là thông điệp dành cho tụ số 2. Nếu ta không lắng nghe người thân, người thương của mình, dù đôi khi chỉ là những lời phàn nàn, thì ai sẽ lắng nghe họ đây? Với cái lá bài này thì mình nghĩ là các bạn sẽ cần mở rộng lòng mình hơn, cần tha thứ nhiều hơn, bao dung nhiều hơn để lắng nghe những cái người xung quanh, như là bạn bè, người thân, người yêu, người thương gì đó, để mà hiểu hơn về họ và cho họ một điểm tựa. Thì khi mà cái sự kết nối với nhau bằng tâm hồn á, thì mới rút ngắn được cái khoảng cách của mối quan hệ và sẽ thúc đẩy mối quan hệ đi nhanh hơn có nhất có thể. Thì các bạn hãy cố gắng hãy lắng nghe bằng cái tim của mình, lắng nghe bằng cái tấm lòng của mình, thì người ta sẽ nhận được chân tình, sẽ đổi lấy được chân tình, thì họ sẽ đổi với các bạn những cái gì mà yêu thương nhất của họ dành cho các bạn. Các bạn ở tụ 2 cũng cố lên nha. Tụ hồn của 2, những thông điệp tốt lành đều đến với các bạn hết. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ mình sẽ tới với tụ 3 để xem ở tụ 3 điều tốt lành gì đang tới. Ủa có vẻ giống như là những hai tụ vừa rồi bị ế phải không mấy bạn? Tụ số 1 thì nó còn có hơi hướm là một số bạn thì nếu như mà đã có mối quan hệ rồi thì có thể là một là nảy sinh một cái tình cảm mới với một cái đối tượng nào khác, hơi say nắng một tí, hoặc hai là các bạn sẽ có cơ hội hâm nóng là mối quan hệ của mình ha. Còn tụ 2 thì giống như là độc thân hoàn toàn vậy đó. Bây giờ tới tụ 3 đây. Tụ số 3, các bạn có 10 gậy Hanged Man, các bạn có 5 gậy 7 tiền, Baby Ben, Love Yourself First, Bad Life Relationship, Let Your Friends Have You, Just... Ủa các bạn thấy không? Không thấy, kể các bạn đi. Big Happy Chance. Ok, thì ở đây mình thấy là các bạn ở tụ số 3 dường như là các bạn, tụ số 3 là tụ dành cho những bạn mà có mối quan hệ rồi nè, hoặc là có một đối tượng nào đó cụ thể rồi nè. Mình thấy là cái mối quan hệ đó, cái đối tượng đó nó trong thời gian vừa rồi nó cứ hơi bị cái kiểu quỷ gì á, nó không có ra ngô ra khoai gì hết, nó vẫn cứ sống đôi với nhau và có những cái nặng nề mệt mỏi riêng. Tuy nhiên thì còn nhiều cái vấn đề nó chưa giải quyết được hết với nhau. Thì trong cái thời gian sắp tới, cái những điều tốt lành mà tới với các bạn ở tụ số 3 đó là các bạn sẽ giải quyết được những mâu thuẫn với nhau. Những cái gì các bạn chờ đợi, mong đợi nó sẽ tới với các bạn, một cái tương lai nó hoàn chỉnh hơn, một cái mối quan hệ nào đó nó trơn tru hơn, nó ra ngô ra khoai hơn, nó không còn khập khiễng, nó không còn dằn co qua lại và không còn cái kiểu như là đi một cách mệt mỏi mà không có lối thoát. Ở đây các bạn sẽ biết trân trọng nhau hơn, sẽ biết trân trọng hiện tại của mình hơn và trân trọng đối phương hơn. Sẽ những cái gì mà các bạn đang mong đợi, những cái gì mà các bạn đang đấu tranh trong mối quan hệ này, nó sẽ ngã ngủ và nó sẽ có cái kết quả tốt hơn. Hai người sẽ biết trân trọng đối phương hơn rất là nhiều. Ở đây mình thấy có đặc biệt ở đây mình không thấy có cung nước, mình thấy có cung lửa, Bạch Dương Ngoại Sư Tử và cung đất, Kim Ngưu Cự nhầm Kim Ngưu Xử Nữ và Ma Kết đó. Thì mình thấy có hai cung rất là nổi trội. Thì thông điệp ở đây là các bạn trong thời điểm vừa rồi các bạn cũng đã khá là mệt mỏi với cái mối quan hệ này rồi, hoặc khá là mệt mỏi với cái tình trạng hiện tại rồi, thì
thời gian tới các bạn sẽ biết cách yêu bản thân mình hơn, mình đặt bản thân mình lên trên hàng đầu, luôn luôn bảo vệ bản thân mình một cách tốt nhất. Và có thể là cái mối quan hệ này của các bạn đó, nó khá là ổn định và bền vững. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn được xây dựng trên cái nền tảng tình bạn, có sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Có thể nó bắt nguồn từ mối quan hệ bạn bè đi lên, hoặc là trong cái thời gian sắp tới á, để quên đi những muộn phiền của mình thì các bạn sẽ tìm tới những người bạn nhiều hơn. Và cái người mà các bạn đang vướng phải hoặc là các bạn chuẩn bị gặp một cái chàng trai cung đất nào nè, thì cái người này á là mối quan hệ tiền kiếp của các bạn. Bởi vì các bạn có lá bách line relationship thì có thể là cái người này á là cái người mà có một sự kết nối đặc biệt với các bạn. Các bạn cũng không hiểu tại sao mà các bạn và họ mới gặp nhau mà lại hiểu nhau quá nhiều, hoặc không biết vì lý do gì mà hai người là hai cá thể riêng biệt nhưng lại có thể hiểu ý nhau một cách tâm đầu ý hợp rất là nhiều. Thì đó chính là có cái sự dây liên kết trong mối quan hệ của các bạn từ tiền kiếp lẫn cơ. Thì các bạn ở tụ số 3 thì mình thấy là mình nói là thiên và những bạn mà có một cái đối tượng cụ thể nào đó, thì trong thời gian tới mọi thứ nó sẽ ngã ngũ hơn, nó sẽ ổn định hơn cho các bạn. Tuy nhiên đối với các bạn ở tụ số 3 thì vẫn là câu chậm mà chắc, bởi vì các bạn có cái cung đất trong này, đặc biệt là những bạn cung đất thì tiến rất từ từ, rất chậm chạp, rất từ tốn, không có cái gì mà ào ào hết. Mặc dù ở đây các bạn có cung lửa nhưng mà cái cung lửa này nó đôi khi á nó sẽ không thể nào kéo nổi cung đất đi lên, nếu như có boost hoặc là có đốt cỡ nào thì cũng chỉ nhích nhích từng nhích một, từng centimet một thôi. Nên là cái việc các bạn cần ở đây chỉ có thể là hãy tự yêu bản thân mình, hãy làm giàu hơn cái tinh thần, cái giá trị của mình và vui vẻ lên. Mọi thứ nó sẽ sắp ngã ngũ trong tương lai thôi, đừng lo quá ha. Các bạn thấy không? Chỉ cần các bạn còn lòng tin, hãy liên tục cầu nguyện và liên tục đặt lòng tin của mình vào câu chuyện tình cảm, thì một cái big happy chance nó sẽ diễn ra. Những cái gì nó tươi mới, nó hạnh phúc, nó sẽ tới với các bạn trong tương lai. Mọi thứ các bạn đang mong đợi, đang giằng xé nội tâm, đang mâu thuẫn hoặc là đang chờ đợi, đang đưa ra chính kiến để bảo vệ cái mối quan hệ của mình, nó sẽ ngã ngũ trong thời gian tới thôi. Người ta sẽ trân trọng các bạn nhiều hơn trong thời gian tới ha. Mọi thứ nó sẽ được tốt đẹp hơn. Và đây là thông điệp cho các bạn ở tụ số 3. Thời gian là phương pháp duy nhất để xoa dịu những vết thương lòng. Một buổi sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu. Ôi trời ơi. Còn một ý nghĩa khác của tụ số 3 đó là nếu như mà các bạn nào đang vướng với một cái mối quan hệ mà chưa ra ngô ra khoai, chưa ngã ngũ á, thì trong tương lai sắp tới mọi thứ nó sẽ ra ngô ra khoai hơn, bằng cách là có thể là có thêm người mới xuất hiện, hoặc là các bạn sẽ biết cách yêu bản thân mình hơn, yêu mình nhiều hơn nữa, để mà không có chú tâm vào cái đối tượng còn lại. Bởi vì người ta nói là nếu bạn càng chú tâm vào cái gì thì nó càng khiến các bạn phải đau lòng và mệt mỏi, và các bạn sẽ quên đi hết những cái thứ xung quanh các bạn. Thì như vậy đó, hãy love yourself first, thì các bạn sẽ học được bài học yêu bản thân, và các bạn sẽ cảm thấy cái đối phương sẽ không còn là cái người quá quan trọng với các bạn nữa. Các bạn sẽ học được cái cách là yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống dù có người đó hay không. Chúc các bạn ở tụ số 3 sẽ sớm ngã ngũ với cái câu chuyện tình cảm của mình. Dù có kết quả có là ra ngô ra khoai theo kiểu tốt hay ra ngô ra khoai theo kiểu không tốt, thì các bạn vẫn sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn và học được những cái bài học về tình cảm của mình. Chúc các bạn sẽ sớm được những cái tin tức tốt lành đó ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái thông điệp này của Madam T. Các bạn hãy nhớ like, share, comment, subscribe kênh YouTube của channel của Harry Oracle Room và ủng hộ tụi mình nhiều hơn nữa trong thời gian tới nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.